cái đi lùm lóng hả? Nha mày ở mô. Dạ mẹ 77 tuổi rồi. 77 tuổi à? À, trong con thì... con uống không? Chỉ. Uống con không? Ông bị bài liệt năm chỗ rồi. Dạ, con cải mê đóng không? Bất thường. Bất thường. À, uống ở về mùa hâu à? Giáo cho rửa đó, đi đi đấy. À dạ. Con cải mê đóng không? Mê con chậu đóng không? Con chậu mê đóng không? Dạ. À dạ. À đi lượm. Tôi với con ở mô. 77 tuổi hả? Dạ con ở bên bên gà Bùi Thị Xuân ạ. Thầy mê đi lượm rạc con hỏi thăm mê chục rồi đó. Sợ đi người quen gặp cái trường. À sợ gặp người quen à. Chứ mày cô dạo rồi cũng đi lượm lón trái cho cô không. Thì họ đi kiếm sống mà. Sợ chi. Cực thì đi lượm kiếm sống cho đáng chứ. Ở trong bạc nó ăn bị tiêu chứ. Dạ. Hàng cô lướng à. Mê đóng không? Mê. Dạ. À dạ. À dạ dạ. Dạ khó khăn ấy. Cái ở mô nhớ mê ở Phương Mô. Mê ở Phương Mô. Phương Hoa. Thuận Hoa à, nội thành rồi hả? Dạ. Đó khó khăn hả? À, mà mẹ cũng ngài nữa hả? Ngài sợ người thân, người quen họ nhìn thấy à hết đó. Cũng biết phải thăm mẹ lắm. Ai chào tôi cũng... Lơ rồi hả? Thôi đây dạ, con tặng mẹ 200 nghìn. Không, con đi tặng qua của chị Hiếu ở Cali đó. Gửi tặng mấy người khó. Dạ, chúc mẹ sức khỏe. Dạ. Cái câu này rất uống cà phê. À dạ dạ, ta kê họ giúp đỡ cho mình nên mình nhận. Dạ. Dạ, ta kê. Ai giúp chi thì nhờ này. Dạ, là đó mình có cái tấm nữa mà. Dạ. Có cái lông đó cho nên con cái chứ. Đi lấy chồng lấy vợ chứ gặp cái máy mặn hết. Một thằng đầu kỹ sứ điện lành nữa. À. Nó chừng của vợ bá được con mà tội nghiệp mà chí nữa. À vợ nhé, à, làm nuôi vợ nuôi con nhé. Dạ. Chắc thôi. Dạ, khổ quá. Nó thấy thằng tôi rồi có xuống giảm đôi thôi chứ. Dạ. Đang chân á này, mấy khoảng à, đâu, 77 tuổi rồi hả? Dạ, mê ở địa chỉ số mấy dưới á? Bình Phước Bình Phước. Dạ, mê ở số mấy đường chi? Đường 204 Lê Duẩn. Thuận Lộc đang lấy dùng hả? À, bên đi họ chữ có đỏ luôn. À. Bên đi từ phương. Bên đường lấy dùng là phía ngoài. Ngoài Bạch Thổ. À, 204 à? Số. À, dạ. À, là đường lấy dùng hả? Mê tên chi? Mê tên chi? Tên Thu. Mê Thu hả? Dạ, khó khăn hả? Dạ, thì có con bá mày 40 đấy. Bá mày 40 đấy. Dạ, con. Cái bộ tuổi. Ơi, 40 rồi. Ơi dạ. Thôi rồi thôi, con chúc mẹ sức khỏe. Mẹ hả? Dạ. Con có gia đình chứ. Dạ rồi, vợ con rồi. Bảy đứa rồi. Dạ hai. Dạ. Con trai gái. Dạ hai thằng luôn, không có gái nơi. Đó, tuổi con bé đi lấy chồng mà bố Sài Gòn luôn. Dạ. Gà ngoan đi cho gần hẳn với tuổi nó tệ. À, đi Sài Gòn lập nghiệp. Đầu đại học. Ừ, dạ. Bà anh bên chồng làm bên Nhật á, bà nhà nước bên Nhật đưa về quái, sống sống. Dạ. Bà hẳn bố làm đúng rồi. Dạ. Bà nghĩ cổ nhà cổ cửa chứ mình ơi. Dạ. Mà cổ tiên không có cổ đức rồi mà cho con một chuyện chí để cũng cha bà cứ hủy hãng. Dạ thôi mẹ đi làm đây, con về cả trưa mẹ hả? Chào mẹ, chúc mẹ sức khỏe. Chúc dạ. Em mạnh khỏe. Dạ dạ, cảm ơn mẹ. Dạ dạ dạ. Chào mẹ. Dạ rồi, thôi con chào mẹ. Dạ. Em còn bố thì hồi chứ dạ. Dạ, đó, con đi làm trên đường rồi. Con mua cái tí nữa. À. 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 Dạ. À dạ.
cho nhà đó. Dạ. Rồi con chào mẹ, dạ mẹ đi, dạ cà trưa, dạ. Mẹ thu đừng lấy dụng. Hoàn cảnh của mẹ khó khăn lắm, con cái cũng không, chúng con cái cũng khó khăn, cho nên là mẹ âm thầm mẹ đi lượm vé chai để mẹ kiếm sống thêm. Gặp mẹ thì hỏi thăm mẹ, mẹ cũng nói là mẹ sợ đi về đường gặp người thân lắm, ngại. Dạ, mà qua đây thì em vui ghi hình luôn đấy. Dạ thì cũng là cầu nối giúp đỡ cho các ông bà, các cô chủ trên đường khó khăn. Thì cũng như mẹ thu sáng nay hình ảnh mọi người cũng thấy và nghe được cái hoàn cảnh của mẹ. Dạ, cũng có ốm như ốm ở về vợ hậu. Dạ, con mẹ thì khó khăn, từ đi gặp chi lượm này để về bán kiếm sống đó. Dạ. Rồi thì tình hình ngày hôm nay ngày mùng 5 à, ngày 5 tháng 10 2022 mọi người. Thành phố Huế mưa nắng, mưa nắng. Mấy ngày nay thì dự báo cũng có lốc xoáy mưa đồ. Các vùng núi như Nam Đông lưới đó. Dạ. Yeah. Rồi Huế thì cũng mưa nắng, mưa nắng. 2-3 ngày đi mọi người. Dạ, về vì mùa này mùa mưa bão. Đây chúng ta đang ngang qua khu vực chợ Tây Lộc buổi sáng. 9:30 sáng. Về đi để cảm nhận bà con rồi cũng như là cuộc sống Huế như thế nào và thời tiết những ngày nay. Sau cơn bão thì nắng mưa bắt đầu, cũng là bắt đầu những ngày tháng mưa tại Huế đó đấy. Và đầu mùa mưa rồi, đầu đông rồi mọi người. Nắng lúc dòi lên lúc mưa xuống. Một cây gạch đi bạn, hàng rong, trứng gà, trứng vịt. Thời tiết trên đường mọi người thấy đoàn này thì nó im rồi. Phải một đoàn mê. Có mê đi bạn về số, nhìn mê rất là yếu luôn. Yếu ớt, ốm yếu đến biết. Nhìn mê yếu ốm. Mê bạn vẽ số à? Dạ. Dạ bạn được không mẹ? Dạ ế. Dạ ế. Dạ ế, nó ngoài chứng ngoài càng. Ngoài chứng ngoài càng quả hả? Dạ đi cái sẵn chứ bạn được mấy chục tơ rồi? Ờ, 20 đánh mấy. Ô rửa. Mê ơ mô. Ừ, Kim Long đánh. À, Kim Long à? Ôi, Kim Long mà vô Tây Lộc bạn là cũng đi quánh rồi hả? Quánh được, mà về cái mê chứng rồi. À dạ, mê nắm đến mấy rồi? 70. Dạ, đi bạn về số nuôi ai nữa không? Dạ. Trong trong đâu đi đâu. À. Ông này mày đâu mà đâu? Mày 70 chứ ông hơn 70. Dạ. Lắm. Ờ Kim Long mời cho bố té nó mẹ. Dạ. Bạn Thị Liên. À Minh Phạm Thị Liên á. Dạ, đó gần chờ rồi hay. Dạ. Chờ Kim Long. Mày tên chị đó. Dạ, Nguyễn Thị Hương. Dạ. Nguyễn Thị Hương. À. Kim Long, Phạm Thị Liên. Dạ. Khó khăn hả? Con cái đâu? Dạ, có cái cho hàng dịch vụ đi lại trong hàng dịch vụ thì xa gia được. Con cái này chứ, cái con gái. Mày được mấy con gái? Dạ. Mấy người? Ba ó được mấy ông tụi đi lâm phế lâm đó. À, dạ. Cho con cái. À, dạ. Căng mê đi bạn về số lâu máu rồi. Dạ, 20 năm rồi. 20 năm rồi à? Chào. Dạ. Là chính kiến đó hả? Dạ. À, được là 20 năm. Bà ổn thì đâu lâu chứ hả? Ổn... À, đâu mà đi... Chết... 3-4 năm. À, chết được cái ổn đi làm lùm người mê chứ hả? Dạ, vào cái số nữa. À, được à? Dạ. À, hai ông bà đi vào cái số luôn? Dạ. Chứ được là đi dạ. Về và nướng tờ nhau thôi hả? Vâng, cho... xây cái nhà lại lại để đón chứ con... Ai? À, nhà tình thương. À, được hả? Rửa rửa là mẹ số máy Kim Long bên là Phạm Thị Liên, mẹ nói địa chỉ cho con biết. Dạ. Kiệt 24, bài tính tàu Phạm Thị Liên. À, Kiệt 24 à. À, cũng là Kiệt của Phạm Thị Liên, dạ dạ.
mẹ Hương ấy. Bạn về số khó khăn cũng có ông trai này có mấy ông gái mà lại chồng cực khổ ấy. À, sáng chưa mời bạn 20-30 tờ thôi à. Rồi mà về là đủ tiền chờ rồi ấy. Ở đây con có 200.000 của chị Hiếu gửi tặng cho mẹ đó. Hiếu ở Cali. Dạ, chúc mẹ sức khỏe. Dạ. Đi thấy mẹ đi thường thường thơ thấy ngon. Nhìn thấy Hiếu mệt đấy. Dạ. Dạ. Thôi được thôi, chúc mẹ sức khỏe, mẹ đi bạn gặp trước. Dạ dạ. Dạ dạ, con chào mẹ. Dạ. Cửa này là cửa Ánh Hòa đấy, đường Nguyễn Trãi chờ Tây Lộc đi thẳng mọi người, thì chúng ta sẽ ra cửa Ánh Hòa, để cùng bắt gặp thêm một hình ảnh của một mẹ 70 tuổi, mẹ Hương, cái bạn bè 20 năm rồi, gặp mới hỏi thăm mẹ là mẹ lâu chẳng mệt đi, đau chân đau cẳng, bạn chập đến trưa về thôi. Là hai ông bà nương tựa nhau, ôn đâu ở nhà 3-4 năm đi nữa khó khăn, và nhà thì cũng ở nhà của ủy ban xây cho, chứ cùng ông bà ông mẹ cũng khó khăn. Và ở đây cũng giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh trên đường là như vậy. Và đây chúng ta đi ngang qua cầu Trạng Nắng Hoa. Mọi người thấy trên dòng sông này, dòng nước đục ngầu này, màu bùng vàng khe, là vì mấy ngày qua, hình như ngày hôm qua là ngày mùng 4 á, là tháng 10, mùng 4 tháng 10 là người ta đang điều tiết cái nước của các cái hồ đập á, đập tạt tạt, cho nên là gọi là xả đỏ, xả bớt. Chúng ta tới đây là mùa mưa rồi, lượng nước mưa có thể nhiều sẽ ảnh hưởng đến cái hồ chứa và đập, cho nên là có cái điều tiết nước các cái đập tạt tạt, cho nên dòng sông Hương bây giờ là đục một màu, màu bùng đó. Dạ. Về mùa này thì được rồi mọi người. May là năm nay mưa hơi muộn. Chúng ta ngang qua thêm một khu vực học chợ nữa, là chợ Ăn Hoa. Chợ Ăn Hoa. Ra đây nắng rực rỡ, mọi người thấy bầu trời này. Nơi thì máy sắm xịt, nơi thì trời xanh tươi, thời tiết mùa này là như vậy đó. Ngang qua khu vực chợ Ăn Hoa, cảnh mua bán của bà con. Ra đến đây là ngã ba đường Lý Thái Tổ, còn là quốc lộ 1A đó mọi người. Ở đây có công viên Ăn Hòa đang các công dân cũng đang tiến hành làm cảnh quan ở đây. Rồi, hy vọng mọi người thấy thú vị và biết thêm Huế ngày hôm nay. Em vui xin tạm dừng video, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Rồi em vui xin chào mọi người.